Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của Phát Freestyle. Khi đợt tập trung các đội tuyển quốc gia chuẩn bị kết thúc cũng là thời điểm những cổ động viên Arsenal chuẩn bị quay trở về với nhịp thăng hoa của mình tại giải đấu vô địch quốc gia ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, nói không hoa thì họ là những người phấn khởi nhất xứ sở sương mù vào thời điểm hiện tại. Tuy chưa chiếm được ngôi đầu bảng, nhưng pháo thủ chỉ kém vị trí ấy hiện đang được Tottenham Hotspur nắm giữ khoảng cách là 2 bàn thắng mà thôi. Tức là hiệu số của gà trống đang hơn Arsenal nên họ đứng đầu bảng xếp hạng, còn điểm số thì là bằng nhau. Mà ai cũng biết là gã hàng xóm đáng ghét này thì luôn trong tình trạng đầu voi đuôi chuột. Tức là đầu mùa thì rất cương và cứng, nhưng đến giữa mùa thì teo dần và liệm hẳn. Thực ra thì Arsenal của chúng ta, à không, của anh Phát chứ, không phải của tôi. Trước khi rơi vào tình trạng này, ai cũng thấy pháo thủ bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Và mùa nay, khi bổ sung thêm hàng loạt những gương mặt mới, đội chủ sân Emirates đã lì lợm hơn rất nhiều. Minh chứng rõ ràng nhất là chiến thắng trước Manchester City. Nhà đương kim vô địch, cỗ máy chiến thắng hoàn hảo do Pep Guardiola xây dựng. Mặc dù vậy thì Arsenal vừa tiếp nhận một thông tin không lấy gì là vui vẻ. Ở cuộc đối đầu với Mexico vừa qua, cầu thủ sinh năm 1993 đá chính nhưng bị thay ra ngay sau hiệp 1. Không ít fan của Arsenal cảm thấy lo lắng khi Thomas Partey vừa mới chỉ bình phục chấn thương. Anh vừa phải nghỉ thi đấu gần 1 tháng và mới chỉ trở lại trong cuộc đối đầu với Manchester City tuần trước. Tuy nhiên, những lo lắng từ phía các fan của Arsenal đã nhanh chóng bị dập tắt. Chris Thornton của đội tuyển Ghana đã khẳng định Thomas Partey không chịu chấn thương. Ông chỉ sử dụng cậu cho một hiệp trước cuộc đối đầu với Mexico vừa qua để ngăn ngừa những rủi ro không đáng có. Thomas chỉ thi đấu 45 phút. Mùa giải hôm nay cậu ấy đang ngồi ngoài khoảng 3-4 tuần trong màu áo của Arsenal. Thomas Partey chỉ vừa mới trở lại vào tuần trước. Do đó chúng tôi quyết định để cậu ấy chỉ ra sân trong khoảng 45 phút. Tình trạng thể chất không tốt của Thomas Partey, dù sở hữu vóc dáng như một người khổng lồ là điều mà ai cũng biết. Anh đã phải vật lộn với nhiều chấn thương, đặc biệt là chấn thương háng ở mùa giải này, khiến anh phải nghỉ thi đấu 4 trận liên tiếp ở Premier League trước khi trở lại cho chiến thắng 1-0 trước Manchester City. Đó là trận đấu mà cầu thủ sinh năm 93 vào sân từ băng ghế dự bị trong 15 phút cuối trận. Thậm chí ở đợt FIFA Day này, Arsenal còn cẩn thận tới mức cử một chuyên gia riêng đi theo hỗ trợ và giám sát Thomas Partey. Cụ thể, nhà vật lý trị liệu Simon Murphy đã nhận nhiệm vụ đặc biệt từ huấn luyện viên Mikel Arteta, đó là phải đảm bảo thư giãn tuyệt đối các cơ bắp của Thomas Partey, tránh cho anh tối đa gặp phải các chấn thương. Thưa quý vị và các bạn, Arsenal sẽ hành quân tới sân của Chelsea sau đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia vào ngày 21 tháng 10. Họ muốn đảm bảo rằng Thomas Partey hoàn toàn bình phục cho cuộc đụng độ tại Stamford Bridge. Thực ra đây không phải lần đầu tiên Arsenal cử nhà vật lý trị liệu Murphy tới Ghana để điều trị chấn thương và đồng hành cùng Thomas Partey. Đội bóng phía Bắc London cũng làm điều tương tự vào tháng 3 năm nay. Hành động này cho thấy Arsenal nói chung và huấn luyện viên Arteta nói riêng rất trân trọng Thomas Partey. Mùa này dù đã sở hữu Declan Rice có xuất sắc, nhưng Arteta vẫn đặt niềm tin rất lớn vào Thomas Partey. Mặc dù vậy có nhiều lý do để tin rằng đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng mà cầu thủ người Ghana hiện diện ở sân Emirates. Khi cuộc cách mạng của những đội bóng lắm tiền nhiều của tại Ả Rập Xê Út tiếp tục diễn ra, sẽ có hàng loạt những cái tên theo chân những Ronaldo hay Karim Benzema đến với Saudi Pro League thi đấu. Và Thomas Partey cũng là cái tên được phía Ả Rập rất chú ý. Cầu thủ 30 tuổi này từng nằm trong tầm ngắm của câu lạc bộ Al Ahly. Thậm chí một số nguồn tin còn cho rằng Partey đã đạt thỏa thuận với đội bóng này. Mặc dù vậy, Arsenal và huấn luyện viên Arteta đã kiên định giữ chân ngôi sao người Ghana ở lại. Thứ nhất, khi khỏe mạnh, Partey vẫn là một cầu thủ hàng đầu thế giới ở vị trí của mình. Thứ hai, sau khi đã chi quá nhiều tiền ở kỳ chuyển nhượng này, Arsenal không muốn phải chi ra thêm tiền để thay thế một vị trí quan trọng như Thomas Partey. Hơn nữa, thì pháo thủ xác định mùa này là thời cơ chín muồi để vô địch Premier League sau 20 năm thất bại. Nếu như thay Thomas Partey một trụ cột bằng cầu thủ mới, thì chẳng ai dám chắc anh ta có thể lập tức ăn khớp với toàn bộ đội hình. Và lý do thứ ba, Arteta muốn mùa giải này phải có ít nhất 2 cầu thủ chất lượng cạnh tranh một vị trí. Nhưng ở mùa giải sau, mọi chuyện sẽ rất khác. Đó là khi Thomas Partey đã bước vào tuổi 30. Và lịch sử đã chứng minh quá nhiều cầu thủ châu Phi sau 30 tuổi sa sút ra sao. Với mẫu hay chấn thương như Thomas Partey, anh hứa hẹn sẽ càng ngày càng xuống dốc. Chắc chắn Arteta sẽ có sẵn những kế hoạch trong đầu. Kể từ khi dẫn dắt pháo thủ, chiến lược gia 41 tuổi đã đặt mục tiêu xây dựng đội hình trẻ, khỏe để có thể cạnh tranh trong tương lai và sử dụng trong thời gian dài. Arteta thường có xu hướng chiêu mộ những ngôi sao từ 24 tuổi trở xuống ở những kỳ chuyển nhượng gần đây. Chính vì vậy, Thomas Partey ở độ tuổi ngoài 30 dường như sẽ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của ông. Không thể phủ nhận cầu thủ người Ghana vẫn để lại những dấu ấn rõ nét trong lối chơi chung của Arsenal. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Arteta tự tin Declan Rice có thể khiến cho người mộ pháo thủ chóng quên Thomas Partey. Kịch bản đẹp nhất lúc này sẽ là tiền vệ người Ghana cháy nốt những gì tốt nhất, những gì tinh túy nhất của anh từ nay cho đến cuối mùa giải. Sau đó Arsenal vô địch và họ sẽ chia tay anh để đổi lại 30-40 triệu bảng từ mấy anh đồng quần khăn. Nghe có vẻ phũ phàng đúng không ạ? Nhưng trong bóng đá đỉnh cao ấy, chúng ta phải sống chung với thực tại đầy nghiệt ngã đó. Man City chính là ví dụ điển hình. Đội bóng này liên tục khẳng định họ muốn giữ chân Ilkay Gundogan. Pep thì nói rằng do tiền vệ người Đức muốn đến Barcelona. Nhưng mới đây, chính cựu cầu thủ của Borussia Dortmund thừa nhận Man City đã khiến anh cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Man City chỉ đề nghị Gundogan vào hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm theo khoản gia hạn thêm 12 tháng nếu đôi bên đồng ý. Cựu sao của Dortmund cảm thấy sau những gì đã thể hiện ở mùa giải vừa qua, anh xứng đáng được cho vào hợp đồng có thời hạn dài hơn
với nhiều mức ưu đãi hơn. Khó có thể trách ban lãnh đạo của Man City về việc họ không muốn trao bảo đồng dài hạn cho Ilkay Gundogan. Cầu thủ sinh năm 1990 sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 10 năm nay. Và với tiền sử chấn thương trong quá khứ, Man City có lý do để quan ngại. Đó cũng chính là lý do mà giúp cho đội chủ sở Etihad hùng mạnh. Pep từng nói rằng bất cứ ai ra đi cũng đều được, ông không giữ. Bởi thế, không ai có tư tưởng mình là ngôi sao. Ai suy giảm phong độ phải chấp nhận bị thải loại. Nếu Arsenal muốn học theo Manchester City thì cũng sẽ phải lạnh lùng như thế. Nhưng bỏ Thomas Partey thì phải có người thay thế chứ. Vậy đó là ai? Nhà báo uy tín Dean Jones cho rằng Mikel Arteta phải cân nhắc tìm kiếm một cầu thủ chơi tốt ở vị trí của Thomas Partey trong những năm tới. Nhà báo này cũng tiết lộ rằng câu lạc bộ đang theo dõi tiền vệ Arthur Vermeeren của câu lạc bộ Royal Antwerp. Họ phải xem xét những ai sẽ chơi vị trí đó trong vài năm tới. Ví dụ, Vermeeren đến từ Antwerp là người mà Arsenal đang theo dõi. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bắt đầu thấy những thiếu sót của Arsenal nằm ở đâu. Việc Thomas Partey không có mặt cho đội hình đó sẽ luôn là vấn đề với họ. Arteta sẽ phải cẩn thận khi sử dụng cậu ấy. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Arsenal là đội giành được pole trong việc ký hợp đồng với Vermeeren trước Liverpool, Man United và Barcelona. Tuyển thủ Bỉ đã có 15 lần ra sân ở cấp câu lạc bộ trong mùa giải này, ghi một bàn thắng, có 5 pha kiến tạo. Theo các đánh giá sơ bộ, Vermeeren thực hiện 2,9 pha tạt bóng mỗi trận ở giải vô địch quốc gia Bỉ mùa giải năm nay, có tỷ lệ chuyền bóng thành công 85% ở trung tâm hàng tiền vệ. Thầy của Vermeeren chính là cựu tiền vệ Hà Lan Mark Van Bommel. Ông cho rằng đây là một tài năng đặc biệt. Van Bommel đã lên tiếng chia sẻ với cậu trò như sau: câu lạc bộ rất hài lòng với Arthur. Tôi đã biết ngay từ buổi tập đầu tiên rằng cậu ấy sẽ có những phút thi đấu đẳng cấp. Arthur đang làm tốt, chơi những trận đấu đỉnh cao mỗi tuần. Sự phát triển của cậu ấy vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp. Trẻ trung, sông sáo, không ngại va chạm nhưng lại cực kỳ đầu óc. Đây chính là hình mẫu mà Mikel Arteta luôn muốn có cho đội hình. Và có lẽ cái kịch bản Vermeeren tung hoành ở Premier League đang dần hiện lên trong suy nghĩ của các cổ động viên pháo thủ vào thời điểm mà sau này họ chia tay Thomas Partey. Chắc chắn những toan tính của Arteta đều là những toan tính đường dài, và khi mà ông đã cử người, cử những tuyển trạch viên đến Bỉ để theo dõi trực tiếp Arthur, đó sẽ là những kế hoạch mà ông đã vạch ra để thay thế cho những vị trí như Thomas Partey có thể sẽ luống tuổi hoặc những gặp những vấn đề khác nhau phải rời khỏi câu lạc bộ. Tuy nhiên thời điểm hiện tại tôi tin rằng những fan pháo thủ vẫn dành cho Thomas Partey những tình cảm hết sức đặc biệt, vẫn rất yêu mến anh. Và ai cũng muốn nếu như rời Arsenal, Thomas Partey phải có một điều gì đó đẹp nhất, đó sẽ là một danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của chúng tôi.